Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Mega Technology. Cũng khá là lâu rồi mình mới ra lại video, bởi vì mình đang lấy một dự án khá là lớn về series laptop, cũng khá là hấp dẫn, các bạn hãy cùng đón xem nha. Bình thường mình sẽ xuất hiện ở trong studio, nhưng ngày hôm nay mình đang có mặt ở một không gian khá là đẹp. Nơi đây trưng bày rất là nhiều sản phẩm laptop và thiết bị văn phòng. Xin giới thiệu với các bạn, đó chính là tầng 2 của showroom Mega Technology. Và vì sao mình lại có mặt tại đây? Vì trong ngày hôm nay, video này, mình sẽ giới thiệu các bạn cách mua laptop theo giá tiền. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Nếu như mua laptop theo giá tiền thì mình sẽ chia theo các phân khúc như thế này. Laptop ở dưới 10 triệu, từ 10 triệu đến 15 triệu, 15 triệu đến 20 triệu, 20 triệu đến 25 triệu và cuối cùng sẽ là trên 25 triệu một tí. Nếu như trên 25 triệu thì mình nghĩ đó sẽ là những dòng laptop gaming. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với dòng laptop dưới 10 triệu nha. Ở trong phân khúc giá này, đầu tiên chúng ta sẽ đến với một cấu hình của HP với giá thành là 9.950.000. Với giá tiền này, chúng ta sẽ có một cấu hình là AMD Ryzen 3 3250U, màn hình 14 inch, RAM 4GB, card đồ họa ám bó tích hợp và một SSD 256GB, hệ điều hành Windows 10 bản quyền. Và PC nữ đang cầm trên tay em nó. Với chiếc laptop này, chúng ta có thể sử dụng các phục vụ văn phòng, xem phim và lướt web. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với Asus để xem với các phân khúc giá này, chúng ta sẽ có những cấu hình như thế nào. Nào, let's go. Với phân khúc này của Asus, chúng ta sẽ có một vài cấu hình. Và trên tay bạn PC nữ đang cầm là một chiếc laptop trị giá 7.690.000. Với cấu hình là Intel Pentium N5030, RAM 4GB, VGA Ambo, màn hình 14 inch và Win 10 bản quyền. Với chiếc laptop này, chúng ta có thể sử dụng một vài tác vụ văn phòng, lướt web và xem phim. Ngoài ra, chúng ta còn có một vài cấu hình khác, các bạn có thể đến trực tiếp ở showroom Mega để lựa chọn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phân khúc tiếp theo, 10 triệu đến 15 triệu. Với phân khúc giá này, chúng ta có thêm nhiều sự lựa chọn hơn, đó chính là Ryzen 3, Ryzen 5, Intel Core i3 hoặc Intel Core i5. Trên tay bạn nữ đang cầm là một chiếc laptop với giá thành là 14.990.000. Với giá thành này, chúng ta sẽ có là Intel Core i5-1135G7, màn hình 15.6, RAM 8GB, card đồ họa Iris Xe Graphics, SSD 256GB và hệ điều hành Win 10 bản quyền. Ngoài cấu hình này, chúng ta còn có thêm nhiều cấu hình khác của Dell. Trong không gian này, HP cũng có khá là nhiều cấu hình để các bạn lựa chọn. Như bạn PC nữa đang cầm là một chiếc laptop HP với giá là 13.650.000. Với giá thành này, chúng ta sẽ có là Intel Core i3-1105G4, màn hình 14 inch, RAM 4GB, card đồ họa Ambo, SSD 256GB và Win 10 bản quyền. Chiếc laptop này phù hợp với tất cả những các bạn sử dụng văn phòng, các bạn nữ thường xuyên di chuyển vì nó khá là nhẹ nhàng, phải không nào? Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một vài cấu hình khác của laptop HP trong phân khúc giá 10 tới 15 triệu. Còn Asus thì sao? Với phân khúc giá từ 10 đến 15 triệu sẽ cho chúng ta những cấu hình như thế nào? Ở đây mình có một cấu hình là 13.400.000. Mình cho ngay bạn PC nữa là giới thiệu đây là một chiếc laptop có những tính năng khá là hay. Bạn PC nữa có thể mang giùm mình chiếc laptop ra. Với chiếc laptop này mình sẽ có những tính năng như là xoay 360 độ và màn hình có khả năng cảm ứng. Với giá 13.400.000 thì đã sở hữu cho mình những tính năng đặc biệt như thế này rồi. Các bạn có muốn sửa thêm nó hay không? Ngoài chiếc laptop này, Asus của anh rất nhiều cấu hình khác trong phân khúc 10 đến 15 triệu. Ở với giá từ 10 đến 15 triệu thì Acer sẽ cho chúng ta những cấu hình văn phòng như sau. Ví dụ như laptop này với giá là 13.750.000 thì chúng ta sẽ có là Core i3, RAM 8GB, màn hình 14 inch, card đồ họa ám bó tích hợp SSD 512GB và Win 10 bản quyền. Một số cấu hình khác cũng cho phân khúc giá từ 12 triệu cho đến 15 triệu. Hãy lựa chọn Acer nếu các bạn có nhu cầu. Như các bạn đã thấy thì khu vực này đang trưng bày là laptop từ 15 triệu đến 20 triệu của HP. Có rất nhiều cấu hình để các bạn lựa chọn, đến từ i5 đến i7. Trên tay mình đây sẽ là một cấu hình của chiếc laptop HP trị giá 17.950.000. Nó sẽ có cấu hình là Core i7-1165G7, RAM 8GB, VGA Iris Xe Graphics, màn hình 15.6 inch và hệ điều hành Win 10 bản quyền. Nó khá là đẹp với vỏ là bằng kim loại. Ngoài ra có rất nhiều cấu hình khác để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Hãy đến showroom tầng 2 của Omega để lựa chọn những cấu hình HP này nha.
Trong mức giá từ 15 đến 20 triệu của Dell, chúng ta cũng có khá là nhiều cấu hình để lựa chọn, nhưng đa số sẽ sử dụng là CPU Intel Core i5 và VGA RAID tích hợp. Như cấu hình của mình đang có ở đây sẽ là CPU Intel Core i5 1135G7, RAM 4GB, SSD 256GB, card đồ RL MX330 VRAM 2GB, màn hình 15.6 và Wi-Fi 10 bản quyền. Với cấu hình này, chúng ta có thể ngồi làm việc, học tập thì cũng có thể chơi một vài tựa game như CS:GO, Liên Minh Huyền Thoại v.v. Ngoài ra, chúng ta sẽ có một vài cấu hình khác để các bạn có thể lựa chọn. Bây giờ hãy cùng xem nha. Trong phân khúc 15 tới 20 triệu, ngoài những chiếc laptop văn phòng, Asus còn cho mình những chiếc laptop gaming ở trong phân khúc này. Như trên tay mình đây sẽ là một chiếc laptop gaming đến từ Asus, đó là Top Gaming FX505DL với giá 18.450.000. Sẽ cho mình một cấu hình là AMD Ryzen 7 3750H, màn hình 15.6, RAM 8GB, card đồ họa GTX 1650 4GB, SSD 512 và Win 10 bản quyền. Thật tuyệt phải không nào? Nếu thử em ấy trong tầm giá này, các bạn có thể vừa học tập vừa giải trí. Ngoài ra, Asus còn có những chiếc laptop văn phòng trong tầm khúc này, các bạn hãy cùng xem qua nha. Với mức giá từ 15 triệu đến 20 triệu thì Acer sẽ cho chúng ta những cấu hình về i5 thế hệ 11. Ngoài ra, những sản phẩm Acer trong phân khúc này được thiết kế rất là đẹp, như chiếc laptop mình đã cầm trên tay này với một màu sắc là đỏ san hô, sẽ cho chúng ta một tính năng động. Các bạn nếu là một người có tính hoạt bát năng động thì mình nghĩ lựa chọn này sẽ là một chọn hoàn hảo. Ở phân khúc từ 20 triệu đến 25 triệu, ngoài những chiếc laptop gaming thì HP tập trung cho mình sản xuất những chiếc laptop dành cho doanh nhân, nên thiết kế chủ yếu là những chiếc laptop mỏng, nhẹ, đẹp và những tính năng ưu việt của nó. Như laptop như chiếc laptop này thì sẽ có những tính năng xoay 360 độ, hoặc một chiếc NV với kính cường lực và hệ thống bảo mật tuyệt đối, thì đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo trong phân khúc này của HP. Ở phân khúc 20 triệu đến 25 triệu thì Asus cho chúng ta những chiếc laptop chuẩn gaming. Như khu mình đứng đây sẽ là những chiếc laptop ở trong phân khúc này. Một chiếc AMD Ryzen 7 4800H, card đồ họa GTX 1650 Ti, hoặc là đây một chiếc laptop khác với cấu hình là Core i7 10870H, card đồ họa vẫn là GTX 1650 Ti. Ngoài ra, trong phân khúc này thì Asus cũng có những chiếc laptop dành cho doanh nhân ở phân khúc từ 20 triệu đến 25 triệu. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua những chiếc laptop đó nha. Vì là những chiếc laptop được thiết kế cho doanh nhân, này ngồi mẫu mã thiết kế đẹp ra còn cấu hình rất là cao. Như chiếc laptop bạn PG đang cầm chẳng hạn thì cấu hình sẽ là Core i7 1165G7, RAM 16GB, SSD 512, có thể hợp thẳng card đồ họa MX350 2GB, với giá thành chỉ là 23.850.000. Thật tuyệt vời khi sửa em ốp phải không nào? Ở phân khúc từ 20 triệu đến 25 triệu, đây sẽ cho chúng ta những cấu hình cao cấp, sử dụng cho mình là chip CPU Intel Core i7 Trainline, card đồ họa RAID tích hợp. Với cấu hình như vậy sẽ giúp công việc của bạn xử lý một cách dễ dàng phải không nào? Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua một vài cấu hình đó nha. Ở trong mức giá từ 20 triệu đến 25 triệu, chúng ta có một thương hiệu laptop rất là nổi tiếng, đó chính là MSI. Nhắc đến về MSI thì chúng ta sẽ nói đến laptop gaming phải không nào? Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua một vài cấu hình của laptop MSI trong mức giá này nha. Nếu nói đến laptop gaming thì không thể bỏ qua thương hiệu Nitro của Acer. Với phân khúc giá từ 20 triệu trở lên thì Acer sẽ cho chúng ta những dòng laptop gaming. Ví dụ đây, một chiếc Acer Nitro với cấu hình là i7, RAM 8GB, card đồ họa GTX 1650 Ti, SSD 512 và Win 10 bản quyền, với giá chỉ có là 26.900.000. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua một vài cấu hình gaming của Acer nha. Trong phút giá từ 25 triệu trở lên, HP cho chúng ta những chiếc laptop mỏng nhẹ nhưng cấu hình rất cao. Như bạn PG nữa đang cầm là một chiếc laptop HP với thiết kế khá là đẹp phải không nào?
Bên ngoài sẽ là thiết kế nhôm liền khối, mặt trước sẽ là thiết kế vân gỗ cho chúng ta một cảm giác đặc biệt khi sử dụng. Thật tuyệt vời khi sở hữu em nó phải không? Ngoài ra, HB còn có những mẫu mã khác, chúng ta hãy cùng xem qua những chiếc laptop đó nha. Asus sẽ cho chúng ta những chiếc laptop gaming với cấu hình cực cao. Bên cạnh mình đây sẽ là những chiếc laptop trong phân khúc đó. Như em này thì có cấu hình là AMD Ryzen 7 4800H. Card đồ họa sẽ là GTX 1660 Ti với RAM 6GB. Với sở hữu em này thì chúng ta có thể tạo hồ cho game phải không nào? Hoặc là một chiếc laptop Asus ROG Strix thì sao? Với 27.900.000 chúng ta có thể sở hữu em nó rồi. Ở phân khúc này thì Dell sẽ tập trung sản xuất cho mình những chiếc laptop đầy gọi tuyệt vời. Ví dụ như bên cạnh bên đây sẽ là một chiếc laptop với màn hình 2K. Hoặc là em này có sử dụng cho mình là chip CPU đời H thích hợp để sử dụng đồ họa phải không nào? Hoặc là bạn Mizzy nữ đang cầm trên tay là một chiếc laptop chuyên về gaming của Dell. Năm vừa rồi nó được đánh giá rất là cao. Quá nhiều sự lựa chọn trong phân khúc này phải không nào? Các bạn hãy đến trực tiếp showroom ở tầng 2 Mega để lựa chọn cho mình một cấu hình. Tôi nghĩ nha, nếu các bạn là một game thủ chân chính nhưng vẫn muốn mua laptop để vừa học tập và làm việc thì mình nghĩ trong phân khúc giá từ 25 triệu trở lên, các bạn nên lựa chọn MSI. Vì trong phân khúc này, MSI sẽ cho các bạn cấu hình để đủ thỏa mãn nhu cầu cho game. Ví dụ như con laptop này chẳng hạn, hiện tại mình đang cầm thì nó có cấu hình là Core i7 RAM 8GB, card đồ họa RAID 1660 Ti với RAM 6GB, SSD là 512GB và Win10 bản quyền. Với cấu hình này chúng ta có thể thỏa mãn nhu cầu cho game. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua em nó một chút. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có thể lựa chọn laptop theo giá tiền các bạn mong muốn. Ngoài ra, khi mua laptop tại Mega Technology, các bạn còn được hỗ trợ một chương trình, đó chính là hỗ trợ thay mới màn hình miễn phí nếu các bạn vô tình bị vỡ trong năm đầu tiên sử dụng. Chương trình này chỉ có duy nhất tại Mega và mình sẽ đặt link ở phần mô tả để các bạn tìm hiểu kỹ về chương trình này. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của tụi mình. Ở video sau mình sẽ nói về hướng dẫn mua laptop theo nhu cầu. Các bạn hãy chờ xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.